Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 2 tháng 12. Quý vị thân mến, choáng với số tiền thưởng của U22 Việt Nam sau trận thắng kịch tính trước U22 Indonesia. Ngay sau chiến thắng trước U22 Indonesia, đội tuyển U22 Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng. Tối ngày 1 tháng 12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng kịch tính 2-1 trước U22 Indonesia trong trận đấu thứ 3 tại bảng B của SEA Games 30 nhờ các pha lập công của Thành Trung và Hoàng Đức. Trận thắng này mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ khi pha dứt điểm đẹp mắt ấn định tỷ số của Hoàng Đức đến ở những phút bù giờ của trận đấu. Chiến thắng này giúp thầy trò Park Hang-seo có được 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận và tràn đầy cơ hội giành vé vào bán kết. Để động viên tinh thần các cầu thủ U22 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định thưởng nóng toàn đội số tiền thưởng 1 tỷ đồng. Đây là phần thưởng kịp thời và hoàn toàn xứng đáng để khích lệ tinh thần đội bóng trước những trận đấu quyết định sắp tới tại SEA Games 30. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu ở vòng bảng gặp các đối thủ Singapore ngày 3 tháng 12 và Thái Lan vào ngày 5 tháng 12. Trong đó, trận đấu với Thái Lan sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho tấm vé vào chơi ở vòng đấu bán kết. Dù vậy, sau khi đã đánh bại được Indonesia, U22 Việt Nam sẽ chỉ cần hòa Thái Lan là sẽ gần như nắm chắc vị trí đầu tiên của bảng B. Thậm chí trong trường hợp để thua Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn có thể có vé vào bán kết nếu chúng ta thắng đậm U22 Singapore ở trận đấu tiếp theo. Cuộc đọ sức giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 12 trên sân Rizom Memorial, trong khi trận đấu với Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 12 trên sân Bidan. Huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam không bao giờ biết đầu hàng. Trả lời báo giới sau thắng lợi nghẹt thở trước U22 Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo không quên cảm ơn các học trò vì màn trình diễn ấn tượng. U22 Việt Nam vừa trải qua 90 phút với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ nỗi thất vọng sau sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng, đến sự vỡ òa với tuyệt phẩm phút bù giờ của Hoàng Đức, và cuối cùng là niềm vui vô bờ với 3 điểm tiếp theo ở SEA Games 30. Thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc giúp U22 Việt Nam giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đã đấu, qua đó tiến gần đến tấm vé vào vòng bán kết. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Indra Sapri bên phía U22 Indonesia là người trả lời trước. Sau khi chiến lược gia của đội bạn trả lời họp báo xong, sẽ tới lượt ông Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ với báo giới: U22 Việt Nam đã để thủng lưới trước, nhưng chúng tôi đã giữ vững tinh thần để tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng. Tôi rất vui vì các học trò của mình không bao giờ biết đầu hàng. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến họ. U22 Indonesia đã lựa chọn lối chơi phòng ngự khiến chúng tôi gặp khó khăn. Vì vậy, tôi phải tung đức trên vào sân và diễn biến sau đó đã diễn ra đúng kỳ vọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo thẳng thừng từ chối bình luận về các cá nhân của U22 Việt Nam. Tôi yêu cầu các bạn không hỏi về màn trình diễn của các cá nhân. Với chiến thắng rất quan trọng này, U22 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội để giành vé vào vòng bán kết SEA Games 30. Ở trận đấu tới, chỉ cần có 3 điểm trước đội bóng yếu U22 Singapore, thầy trò Park Hang-seo chắc chắn đi tiếp, thậm chí là có cơ hội lớn để sớm giành ngôi đầu bảng. Vượt ải Indo, Việt Nam cho thấy phẩm chất nhà vô địch. Chúng ta đã rơi vào nghịch cảnh, đã mắc sai lầm, nhưng rồi những chàng trai áo đỏ vẫn biết cách để đứng dậy, thoát ra và giành chiến thắng. Họ đã thể hiện được phẩm chất nhà vô địch và chơi như những nhà vô địch thực sự. Phải trung thực, đó là một lỗi lầm không thể tha thứ. Bùi Tiến Dũng đã xử lý rất tệ cú treo bóng của Indonesia. Có lẽ quỹ đạo trái bóng khá khó chịu và có lẽ anh đã do dự một chút giữa đám bóng hay bắt gọn, để rồi trái bóng đã vụt khỏi tay, chạm vào mép xà gang. Vào khoảnh khắc ấy, Dũng vẫn còn cơ hội để sửa sai. Nhưng thật không may, anh lại vấp ngã. Cuối cùng, đành phải ôm mặt gục xuống mặt cỏ sau khi ngước nhìn Foizi Sani áp vào đánh đầu thành bàn. Hẳn thủ môn 22 tuổi đã tự hỏi tại sao lại không làm tốt hơn trong pha bóng đơn giản ấy và tại sao tai họa lại xảy đến với anh trong một dịp trọng đại đến thế. Kể từ khi trở về sau chiến tích vô tiền khoáng hậu ở Thường Châu, Tiến Dũng dần rơi vào sự lãng quên. Ở Hà Nội FC, anh không thể vượt qua Nguyễn Văn Công, buộc phải làm bạn với bàn ghế dự bị. Dũng đã rất nóng lòng chờ đến SEA Games để lại tỏa sáng và nhắc nhở người hâm mộ rằng sau Thường Châu, anh vẫn có thể đóng vai người hùng trong những lần khác. SEA Games đến như Tiến Dũng mong muốn và sau đó là tai họa. Thật ra thì sai lầm không phải cái gì đó mới với Tiến Dũng và cả U22 Việt Nam. Đừng quên chúng ta bị loại khỏi SEA Games 29 vì hai sai lầm chết người của thủ môn Phí Minh Long. Vấn đề là phản ứng sau đó.
Tiến Dũng đã không gục ngã, sẽ là nói dối nếu cho rằng bàn thua phút 23 không ảnh hưởng đến tâm lý thủ môn người Thanh Hóa. Nhưng anh đã cố gắng để quên thông qua những tình huống ra vào hợp lý và gây dựng lại sự chắc chắn trong khung thành. Nó cũng giống như cách Dũng đứng dậy rất nhiều lần trước đây. Những lời chỉ trích và cả hoài nghi đã không đánh gục anh, không hề nói quá khi cho rằng Dũng đã trưởng thành từ những sai lầm. Và U22 Việt Nam cũng vậy. Sai lầm vẫn có thể xảy ra, nhưng những giọt nước mắt cay đắng ở Kuala Lumpur 2017 đã không lặp lại. Chúng ta không ngã lòng trước nghịch cảnh, gạt sang một bên nỗi ám ảnh về những bi kịch quá khứ và tiếp tục chiến đấu với sự kiên định. Cuối cùng, gặt hái thành quả mà chúng ta xứng đáng. Dưới áp lực ngàn cân và thế trận tử thủ, kèm thêm vô số tiểu xảo bên phía Indonesia, các chàng trai vẫn nỗ lực chơi theo cách của mình. Họ kiên trì thực hiện những pha phối hợp, không ngừng tiến hành các tình huống xuống cánh hoặc len lỏi ở trung lộ giữa rừng hậu vệ đối phương. Điểm mạnh nhất của U22 Việt Nam so với trước đây là chúng ta có rất nhiều giải pháp để ghi bàn. Khi các cuộc tấn công mở chưa phát huy hiệu quả, các học trò của huấn luyện viên Park Seo tận dụng rất tốt tình huống đá phạt cố định để có bàn gỡ hòa. Và sau đó ghi bàn thắng vàng mang về chiến thắng bằng một cú sút xa. Cũng phải nói về pha dứt điểm của Hoàng Đức một chút, ngoài kỹ năng, đó là kết tinh của sự quyết đoán, táo bạo và một chút ngẫu hứng. Thật ngạc nhiên khi vào tình cảnh ngặt nghèo như vậy, tiền vệ của Viettel vẫn có thể thả nổi tâm trí và ra quyết định rất bản năng. Khi một cầu thủ, một đội bóng tập hợp đầy đủ bản năng sát thủ, tinh thần chiến binh và bản lĩnh để không bao giờ gục ngã trước sai lầm, những phẩm chất của một nhà vô địch, họ sẽ là người chiến thắng, không chỉ một trận đấu mà cả cuộc chiến. Trận đấu với đủ loại khó khăn trước Indonesia vừa là bài học, vừa là liều thuốc thử, khi U22 Việt Nam đã vượt qua một cách hoàn hảo, chỉ có thể nói chúng ta đã sẵn sàng để lấy vàng. Cổ động viên Indonesia giờ chỉ trông chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan. Cổ động viên Indonesia vẫn tỏ ra khá lạc quan dù đội nhà thất bại ngược dòng trước U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games 30. Ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games, U22 Indonesia đã phải nhận thất bại ngược dòng trước U22 Việt Nam dù có bàn thắng dẫn trước. Ricky Fauzi là người mở tỷ số cho đội bóng xứ vạn đảo ở phút 23, còn hai bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi do công của Thành Trung và Hoàng Đức. Sau trận đấu, trang fanpage hội cổ động viên chính thức của Indonesia cập nhật trạng thái. Chúng ta đã thất bại ngược dòng trước U22 Việt Nam. Ngay dưới bài đăng, các cổ động viên xứ vạn đảo đã bình luận về kết quả của trận đấu này. Một cổ động viên bình luận, hy vọng chỉ có một, đó là chúng ta tàn sát Lào với Brunei với tỷ số đậm và Việt Nam đánh bại Thái Lan. Trong khi đó, cổ động viên Ranga cũng đồng tình. Không có cách nào ngoài việc trông chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan, hãy lạc quan lên. Một cổ động viên khác phân tích, nếu Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 và Indonesia giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại, sau đó hai đội vào vòng bán kết là Indonesia và Thái Lan, còn Việt Nam chỉ là một khán giả ở vòng bán kết. Chiến thắng này giúp cho U22 Việt Nam tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, qua đó mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết. Trong khi đó, U22 Indonesia rơi xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm, bằng với U22 Thái Lan nhưng xếp dưới do kém hơn hiệu số bàn thắng. Ở lượt trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore, còn U22 Indonesia đối đầu U22 Brunei. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 12. Huấn luyện viên U22 Indonesia choáng váng không tin vào mắt mình khi Hoàng Đức lập siêu phẩm hạ gục đối thủ. U22 Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính với bàn thắng vỡ òa của Hoàng Đức ở những phút cuối. Huấn luyện viên Indra Sabri choáng váng với những phát biểu đáng chú ý sau trận đấu. Huấn luyện viên Indra Sabri cho biết, tôi không thể tin là Việt Nam đã giành chiến thắng trong những phút cuối cùng. Tôi xin chúc mừng cho chiến thắng này của Việt Nam. Huấn luyện viên Indra Sabri dành lời khen cho sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Park Seo, đặc biệt trong hiệp 2 khi U22 Việt Nam đã áp đảo đối phương. Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt và có bàn thắng may mắn do sai lầm của thủ môn Việt Nam. Hiệp 2 chúng tôi đã chủ động phòng thủ và để thua hai bàn, trong đó có một siêu phẩm của Hoàng Đức. Việt Nam đã chơi áp đảo và chúng tôi không thể giữ một trận hòa trước đội bóng mạnh như Việt Nam. Dù thua trận này nhưng U22 Indonesia vẫn còn tự quyết, họ sẽ gặp Lào và Brunei ở lượt đấu cuối. Dù thua trước Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ quên đi thất bại này để hướng tới các trận tiếp theo. U22 Indonesia sẽ còn hai trận với các đối thủ không quá mạnh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ TV. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.